Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung ra bắc vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Rồi Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túng an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Trong tim mọi người. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung ra bắc vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Rồi Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túng an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túng an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Thank you.
mong ước trong hương xuân ta bấy giờ, kính chúc một nhà gặp nhiều an vui. Xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các cháu đã về dự chương trình Bé Vui Đón Xuân trường mầm non Giang Sơn năm 2021. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được gửi lời kính chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh cùng các cô giáo và các con. Lời chúc sức khỏe, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc chương trình thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, đúng là Tết đến xuân về khắp mọi nơi, đảo mai khoe sắc giữa xuân người, khắp miền Nam Bắc cùng sum họp, hạnh phúc trên môi vạn tiếng cười. Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống của nước Việt Nam, là món quà tinh thần sâu sắc của mỗi người con đất Việt, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật và cỏ cây. Mỗi dịp Tết đến, dù ai đi xa cũng mong muốn được trở về sum họp bên gia đình. Tết còn là dịp để mọi người Việt Nam tưởng nhớ và tri ân tổ tiên nguồn cội, hòa chung trong không khí cả nước kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021 và chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Trường mầm non Giang Sơn tổ chức chương trình Bé Vui Đón Xuân nhằm giáo dục truyền thống cho các con, tạo cho các con có niềm vui khi về nghỉ Tết. Đồng thời qua đó cũng thể hiện công tác phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Chương trình Bé Vui Đón Xuân hôm nay, chúng ta rất vinh dự được chào đón ông Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy. Xin nhiệt liệt chào mừng ông Phạm Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Xin nhiệt liệt chào mừng. Và chúng ta rất vui mừng được chào đón ông Trương Đức Minh, đại diện cho công ty thương mại Đức Minh. Xin nhiệt liệt chào mừng. Và chúng ta vui mừng chào đón bà Quách Mai Lan, đại diện cho công ty thương mại Đức Minh. Xin nhiệt liệt chào mừng. Và chúng ta cũng vô cùng vui mừng khi chào đón các bậc đại diện phụ huynh trong nhà trường và các cô giáo cùng toàn thể các con. Một tràng pháo tay thật lớn chào mừng. Mở đầu chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Quách Thị Dung, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường nhân khai mạc chương trình Bé Vui Đón Xuân. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các vị đại biểu, các quý, kính thưa các bậc phụ huynh, các cô giáo và các cháu học sinh yêu quý. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, với sắc xuân ấm áp, cây cối âm trồi nảy lộc, trăng hoa khoe sắc và là điều kiện lý tưởng để tổ chức ngày hội ngày lễ với nhiều ý nghĩa. Đây chính là dịp để các thành viên trong gia đình dành cho nhau những thời gian và lo toan mọi công việc cho cuộc sống gia đình, để tạo cơ hội cho các con cùng nhau tham gia trải nghiệm mùa lễ hội lớn trong năm. Trường mầm non Giang Sơn tổ chức chương trình Bé Vui Đón Xuân năm 2021 với những hoạt động vô cùng hấp dẫn, những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Bên cạnh đó, chương trình còn mang hương vị Tết cổ truyền đến gần hơn với các bé, cùng với bánh chưng xanh và cành đào khoe sắc, giúp bé hiểu biết thêm những hoạt động thường diễn ra trong dịp Tết. Có lẽ trong thời gian diễn ra các hoạt động sắp tới sẽ là một phần ký ức tuổi thơ tươi đẹp trong lòng các con. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nho Quan về việc tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ mừng xuân Tân Sửu năm 2021, hôm nay ngày 27 tháng 1 năm 2020, tức ngày 15 tháng Chạp năm Tân Sửu, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Giang Sơn, trường mầm non Giang Sơn long trọng tổ chức chương trình Bé Vui Đón Xuân năm 2021. Trong chương trình Bé Vui Đón Xuân hôm nay, rất vinh dự cho cô và trò nhà trường được đón các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã và sự có mặt của bà Quách Mai Lan và ông Trương Đức Minh, đại diện cho công ty cổ phần thương mại Sơn Nano và đại diện các bậc phụ huynh học sinh trong trường đã về dự để cổ vũ động viên cho cô và trò nhà trường. Thay mặt cho tập thể nhà trường,
xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu, các bậc phụ huynh, nhiệt liệt biểu dương tinh thần tham gia các hoạt động của các cô giáo và các cháu học sinh trong chương trình này. Tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình Bé Vui Đón Xuân 2020-21 trường mầm non Gia Sơn. Xin kính chúc các vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các cô giáo và các cháu đón một mùa xuân an lành, hạnh phúc và thành công. Chúc lễ hội của cô và trò nhà trường thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vật đón chân em hân hoan.